Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hội trưởng, đại diện các ban hướng dẫn, tịnh thị cùng tất cả các thí sinh tham dự vòng chung kết hội thi tiếng hát ca lăng tàng già lần thứ hai năm 2017 hôm nay, để mở đầu cho vòng trung khảo gồm những bài hát tưởng niệm hướng về chư vị tiền bối hữu công, chư vị ân sư và quý huynh trưởng đã quá cố. Xin toàn thể đạo tràng đồng khởi thân để lắng nghe ca khúc Sống Trọn Đời Lan hướng tâm đến chư vị tiền nhân quá cố, chư vị huynh trưởng đã dành một đời phụng hiến cho lý tưởng của gia đình Phật tử Việt Nam.